những thực phẩm trị chứng táo bón hiệu quả. Thay vì dùng thuốc, bạn hãy thử sử dụng một số thực phẩm dưới đây để giảm tình trạng táo bón. Các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, vệt quất đều rất hữu ích trong trị chứng táo bón. Các loại quả này rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và ít calo. Bạn có thể dùng làm món tráng miệng, salad hoặc ăn nhẹ vào ban đêm. Hoa quả khô. Các loại quả khô như sung, nho, mơ, chà là, mận không chỉ là những đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe mà còn chứa rất nhiều chất xơ và có tác dụng như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên. Bánh mì ngũ cốc nguyên cám. Bạn nên sử dụng các loại bánh mì ngũ cốc nguyên cám thay vì bánh mì thông thường vì bánh mì ngũ cốc nguyên cám có rất ít chất béo nhưng giàu chất xơ và carbohydrate phức hợp giúp làm giảm chứng táo bón. Các loại hạt. Các loại quả hạt như quả ốc chó, hạnh nhân, đậu phộng đều rất giàu chất xơ. Nếu bạn duy trì việc ăn các loại hạt này, hàng ngày sẽ giúp làm giảm chứng táo bón trong thời gian dài. Hoa quả tươi. Các loại hoa quả tươi như táo, lê, mận, đào có thể đem lại cho bạn vô số lợi ích. Bạn nên rửa sạch và để cả vỏ khi ăn. Như vậy sẽ giữ nguyên được hàm lượng chất xơ có sẵn. Chanh. Mỗi sáng khi thức dậy bạn nên uống một cốc nước chanh ấm pha chút muối. Nước chanh hỗ trợ làm sạch ruột, đồng thời muối sẽ giúp cho việc đại tiện dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần cho một thìa cà phê nước cốt chanh vào ly nước ấm và bỏ thêm vài hạt muối, sau đó uống ngay khi vừa ngủ dậy để giúp ngăn ngừa chứng táo bón. Nước. Nước là thành phần không thể thiếu để trị chứng táo bón. Nước hỗ trợ nhu động ruột giúp bạn đi ngoài dễ dàng hơn. Do vậy, việc bạn uống không đủ nước có thể là nguyên nhân chính dẫn đến chứng táo bón. Hãy uống từ 10 đến 12 cốc nước mỗi ngày để giúp đẩy lùi chứng bệnh khó chịu này.